morning. Chào, hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần. Đây là văn phòng của chúng tôi. Và một ngày của chúng tôi bắt đầu nó như thế nào nhé. Mời các bạn sẽ cùng chúng tôi. Đây rồi, bao giờ cũng vậy. Một tách cà phê để cho tỉnh táo. Cà phê Focus. Anh ơi, em cũng muốn một ly. Yeah, tôi rất thích loại cà phê này. Bởi vì nó sẽ giúp chúng ta tỉnh táo mỗi ngày. Để ra. Mỗi một ngày thức dậy, các bạn muốn là hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời hay là hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ, thì nó hoàn toàn do cái suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Vì sao nó lại trở thành cái ngày mà nó tệ với chúng ta được? Bởi vì chúng ta đã không đủ cái năng lực để xử lý vấn đề, cho nên nó trở thành vấn đề. Vấn đề là ta đã không đủ năng lực để xử lý nó nên nó trở thành vấn đề. Còn một khi mà chúng ta đủ cái năng lực để hiểu vấn đề đó nó là cái gì, vấn đề đó giải quyết như thế nào, vì sao nó lại xảy ra như vậy và chúng ta giải quyết bằng cách nào hiệu quả nhất, thì nó không còn là vấn đề nữa. Đặc biệt là nếu chúng ta hiểu được là mọi sự vật hiện tượng, mọi sự kiện trong cuộc sống này nó đều phải diễn ra như vậy, nó đều phải có mặt trái mặt phải để ta bắt đầu nếm trải nó, rồi đến khi thành công ta mới thấy hạnh phúc. Luôn luôn phải có hai mặt, như là đen và trắng, cong và thẳng, rồi là tích cực và tiêu cực, xấu và tốt, rồi tức giận và vui vẻ, thất vọng và hạnh phúc gì đấy chẳng hạn, luôn luôn phải như vậy. Với cả cà phê này ạ, đây các chị nhìn chiều lắm rồi, sau khi tôi làm mà nó ướt toàn bộ và nó nở hết hạt cà phê thì tôi bắt đầu cho vào để cà phê bắt đầu chảy xuống. Đó, và hạt cà phê bắt đầu chảy xuống đây. Mà chúng ta chờ lại. Một ngày của bạn, bạn muốn một ngày như thế nào? Một ngày như thế nào? Bạn đang làm cái công việc gì vậy? Và cái công việc đấy thì nó đang đưa bạn tới đâu vậy? Bạn ngồi bạn cộng trừ nhân chia đi. 5 năm trước đây bạn làm việc gì vậy? Hay là bạn vẫn đang làm cái việc này? Thế và bạn cộng đi, mỗi một năm nó tạo ra cho bạn điều gì? Bạn gia tăng điều gì trong cái giá trị của mình? Bạn gia tăng điều gì trong cái thu nhập của mình? Bạn gia tăng điều gì trong cái sự nghiệp của mình? Và tiếp tục nó sẽ đưa bạn đến đâu trong 1, 2, 3, 4, 5, 10 năm nữa? Vậy thì nếu bạn biết rõ ràng được những cái bước đi như vậy rồi, và bạn cảm thấy hạnh phúc với điều đó, và bạn biết rằng bạn sẽ đạt được điều đó và đạt được ước mơ của đời bạn, thì hãy tiếp tục. Còn nếu mà bạn chưa biết rằng là tôi làm như thế nào để đạt được ước mơ, thì có lẽ bạn phải đi tìm cách. Đừng để thời gian nó phí hoài nữa. Đừng để thời gian phí hoài. Ngày hôm qua ở đây chúng tôi vừa kết thúc một khóa huấn luyện NLP Practitioner. Và những học viên ở đây họ được đột phá một cách mạnh mẽ. Họ khao khát là lao trở về để làm việc ngay lập tức. Bởi vì sao? Ở đây họ đã được trang bị những cái công cụ để thiết kế kế hoạch chiến lược một cách rõ ràng rành mạch. Ở đây họ được trao những cái công cụ để làm thế nào để giải quyết được vấn đề của chính mình, giải quyết được vấn đề cho người khác. Rồi làm thế nào để họ có thể tương tác được với người khác, gây ảnh hưởng với người khác và giao tiếp với người khác một cách hiệu quả. Thì ở tại khóa học, tôi gọi là khóa học là 6 ngày thay đổi cuộc đời. Nó đánh thức toàn bộ những năng lực mà tôi gọi là một cái người khổng lồ ấy, nó đang ngủ trong các bạn, nó đang ngủ trong các bạn mà các bạn chưa biết cách đánh thức nó. Chúng ta thành công trong cuộc sống này qua cái gì các bạn? Qua mỗi giao tiếp này. Có phải chúng ta gặp nhau là chúng ta giao tiếp với nhau không? Vậy thì qua giao tiếp, bạn nói gì để người phía trước bắt đầu cởi mở với bạn? Bạn nói gì để người phía trước bắt đầu thích bạn? Bạn nói gì để người phía trước bắt đầu thấy tin bạn? Bạn nói gì để người phía trước bắt đầu thấy tôn trọng bạn? Bạn nói gì để người phía trước là muốn nghe bạn, rồi muốn làm với bạn, muốn theo bạn? Vậy thì có phải toàn bộ những điều đó nó xuất phát từ bên trong bộ não của chúng ta không? Mọi việc nó đều xảy ra hai lần các bạn. Mọi việc đều xảy ra hai lần. Để tôi nói về mọi việc đều xảy ra hai lần. Có phải là mỗi ngày bạn thức dậy, bạn ra ngoài đường, những sự kiện hiện tượng ở ngoài đường nó xảy ra, đấy là xảy ra lần thứ nhất. Rồi qua cái cách nhìn của bạn,
qua cái gọi là NLP, gọi là bộ não của bạn, phễu lọc của bạn. Bạn nhìn sự kiện hiện tượng đó, rồi bạn bắt đầu mới kết luận vấn đề đó nó là cái gì, và kết luận thành nhận thức của bạn, thành tư duy của bạn, thành toàn bộ những trải nghiệm, những kinh nghiệm của bạn, trình độ của bạn. Rồi đấy là lần thứ hai bạn kết luận nó ở trong đầu mình. Đấy là cái đầu vàng. Rồi sự việc nó lại, khi bạn hành động thì nó lại xảy ra hai lần. Lần thứ nhất nó lại xảy ra trong não của bạn, rằng là làm việc này nó như thế nào, nói cái ngôn ngữ gì, giải quyết vấn đề này nó như thế nào, tiếp cận việc này như thế nào. Và lần thứ nhất nó xảy ra trong não của bạn, và lần thứ hai là nó xảy ra bởi hành động của bạn ở bên ngoài. Vậy thì tất cả những hành động bên ngoài của bạn đang mang lại một kết quả cho bạn. Vậy 5 năm qua, 10 năm qua bạn đang làm gì, kết quả nó như thế nào? Và 5 năm tới, 10 năm tới, nếu bạn tiếp tục hành động với bộ tư duy này, với bộ khuôn mẫu bên trong mình này, để chỉ đạo các kết quả bên ngoài này, hành động bên ngoài này, bạn sẽ tạo ra kết quả gì? Bạn có biết rõ được điều đó không? Hay là còn không biết mình đang làm gì? Đây là toàn bộ văn phòng và những người nhân viên của tôi. Các bạn xem ạ. Ở đây ạ. Đây là cô nhân viên mới này. Bạn ấy mới đến đây làm việc có 2 tuần thôi. Bạn ấy bắt đầu dám rời bỏ một cái công việc là làm công nhân. Làm công nhân. Và bạn ấy bắt đầu là chỉ có một điều là khao khát muốn thay đổi thôi. Và tôi đang muốn chứng minh với mọi người rằng nếu để bạn có một doanh nghiệp vô địch, bạn có một đội nhóm vô địch, có 2 cách thôi. Một là bạn sẽ phải bỏ rất nhiều tiền ra để thuê những nhân sự giỏi ngoài kia. Hai là bạn đào tạo chính tại tổ chức của mình, những nhân viên của mình, họ trở thành người có năng lực. Bởi vì mọi người, con người chúng ta đều có mọi nguồn lực để thành công. Vấn đề là nếu mà nhân sự của bạn rất đông mà không tạo ra hiệu quả, đấy là trách nhiệm của lãnh đạo của bạn, trách nhiệm của lãnh đạo của bạn. Bạn phải dẫn dắt họ, bạn phải hiểu họ, họ yếu ở đâu, họ thiếu cái gì, nỗi sợ hãi của họ là gì, và bạn giải quyết cho điều đó. Nhân sự chúng tôi ở đây không cần đông, thế nhưng bộ nhân sự này thì giải quyết tất cả vấn đề là từ Hà Nội cho đến Sài Gòn, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục phát triển mình nữa. Các bạn nhìn ạ, chúng tôi chỉ có vài người thôi, ở một văn phòng như thế này, mỗi tháng diễn ra 2 khóa học. Đây cũng là một nhân viên của tôi, bạn cũng qua cái chương trình master rồi. Và cũng bắt đầu bạn từ bỏ một cái công việc là công ăn lương ở một cái doanh nghiệp và quảng cáo rất nhỏ. Và về đây thì bạn trở thành một chuyên gia sản xuất chương trình. Tuyệt vời không ạ? Hi, good morning. Hi, chúng ta thì không phải đây này. Đấy, và chương trình bạn đang làm đây. Và sau mỗi một tuần làm việc thì ví dụ như là kết thúc một khóa học thì tôi bắt đầu ngồi lại để xem những điều gì nó xảy ra trong tuần qua, xem điều gì nó xảy ra trong khóa học, và tôi sẽ cùng các bạn rút kinh nghiệm lại vấn đề để làm cho mỗi khóa học trở nên chuyên nghiệp hơn, trở nên hiệu quả hơn, để giúp mọi người đột phá nhiều hơn. Rồi sau mỗi khóa học thì lực lượng của chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc học viên của mình để xem họ đang tiến bộ như thế nào, họ đã ứng dụng vào NLP vào cuộc sống hàng ngày như thế nào, họ có cần gì hỗ trợ không. Đấy là tất cả những gì mà chúng tôi làm. Và chúng tôi không ngừng là tư duy, không ngừng nghiên cứu xem làm thế nào để tốt hơn, và mỗi ngày tốt hơn 1%, mỗi ngày tốt hơn 1%. Đây là chương trình cà phê sáng, vẫn như thường lệ chương trình cà phê NLP. Wow, tôi rất yêu cái cà phê này các bạn. Nó sạch, nó thuần khiết. Tại sao tôi luôn luôn thích cái loại cà phê này vậy? Bởi vì như anh bạn tôi chủ doanh nghiệp ở trong Sài Gòn, công ty Thuận Phát Hưng, anh cho biết rằng là cái loại cà phê này nó được hái tay, chứ không phải nó được cuốt. Nó được hái tay, tức là từng quả chín, anh hái từng quả chín để đảm bảo cho cái chất lượng cà phê của mình nó đạt cái độ dinh dưỡng, cái độ hỗ trợ cần thiết nhất để giúp chúng ta tỉnh táo, rồi hưng phấn, rồi giúp chúng ta có cái sức khỏe tốt từ cà phê này. Cho nên là gì, cà phê các bạn này,
khi mà lắc lên nó không gì nó lại quay trở lại trong mặt này. Thế mà tôi uống cái này và anh ấy cảnh báo tôi một cái rủi ro là gì, khi tôi dùng cà phê này thì tôi không thể nào dùng được cái loại cà phê ở ngoài kia nữa, bởi vì nó quá là tinh khiết và nó quá là ngon. Nào các bạn, cuộc sống này con người chúng ta chỉ có vài vấn đề thôi, bất kỳ ai xuất hiện trước mắt chúng ta cũng chỉ có ba vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống này thôi. Thứ nhất này, mỗi người đều chúng ta đều mong muốn là làm thế nào để tôi có thể tự tin, làm thế nào tôi có thể chủ động để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống này, tức là làm thế nào để tôi có một cái năng lực để tôi có thể làm chủ cuộc sống này. Rồi thứ hai là làm thế nào để tôi có thể phát triển cái sự nghiệp của mình, làm thế nào để tôi có thể cải thiện cái thu nhập của mình. Và thứ ba là làm thế nào để tôi có một mối quan hệ tốt trong chất lượng quan hệ, đặc biệt là quan hệ gia đình. Làm thế nào để tôi có thể xử lý mâu thuẫn tất cả mọi việc. Rồi, buổi sáng nay đây một người bạn của tôi đã đến rồi. Rồi bây giờ xin, xin tạm biệt, bởi vì để tôi tiếp một vị khách đặc biệt của tôi nhá. Ok, good morning, vào đây ơi.